Kính thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì chọn đến phòng tập hay di chuyển bằng taxi, ô tô cá nhân, nhiều người dùng xe đạp vừa để đi lại, vừa để rèn luyện sức khỏe. Nhu cầu sử dụng xe đạp của người dân tăng cao đang làm cho thị trường này trở nên sôi động hơn. Đây cũng là nội dung chính của tiêu điểm thị trường ngày hôm nay. Chương trình xin trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Trước hết sẽ là những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị, những ngày này tỉnh Lạng Sơn đã dừng tiếp nhận xe chở trái cây lên các cửa khẩu đường bộ. Điều này đã khiến giá nhiều loại trái cây trong nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam giảm mạnh. Giá trái cây về các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang giảm giá và nhiều khả năng một số loại sẽ còn tiếp tục giảm bởi sau Tết là vào vụ thu hoạch. Ghi nhận của phóng viên tiêu điểm thị trường tại một chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, theo ghi nhận của chúng tôi thì giá các loại trái cây hiện đang ở mức thấp hơn thời điểm Tết Nguyên Đán từ 20-30%. Các loại trái cây như là mít, ổi, dưa hấu, thanh long thì sau một thời gian tăng giá trở lại sau Tết thì hiện nay đã quay đầu giảm giá. Tại các cái chợ đầu mối thì hiện thanh long có giá khoảng 15.000 đồng một kg, dưa hấu thì có giá từ 7.000-11.000 đồng một kg, mận thì cũng từ 15-16.000 đồng một kg. Các loại trái cây nhập khẩu thì vẫn duy trì mức giá ổn định so với vài ngày trước đây. Theo các tiểu thương thì giá trái cây tại các chợ đầu mối giảm là do nguồn cung dồi dào, nhiều loại trái cây đang vào vụ thu hoạch. Bên cạnh đó thì việc một số loại trái cây xuất khẩu không thể xuất đi được tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn do địa phương này ngưng tiếp nhận các cái xe chở trái cây tươi đã khiến cho giá trái cây tại vườn giảm mạnh và tình hình này được dự báo là sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới. Thưa quý vị, chiều qua, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã chính thức công khai giá 3 loại thuốc Monopiravir do Việt Nam sản xuất. Theo đó, giá thuốc bán lẻ trên thị trường từ 11.500 đồng đến 12.500 đồng một viên. Cụ thể, theo công bố của Cục Quản lý Thị trường Bộ Y tế, thuốc Monopiravir 400 microgram dạng viên năng cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất có giá 11.500 đồng một viên. Giá của thuốc Monopiravir 200 microgram dạng viên năng của Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekofa có giá 8.765 đồng một viên. Đơn vị thứ ba được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế công bố giá bán là Công ty Trách nhiệm hạn liên doanh Stella Farm, chỉ chi nhánh 1 có giá 12.500 đồng một viên. Thuốc được bán cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, có giấy tờ xác nhận và đơn thuốc của bác sĩ với mức giá 250.000 đồng với một liệu trình điều trị. Mỗi F0 được mua một liệu trình. Hiện loại dược phẩm này đã được bày bán tại một số cửa hàng thuốc. Trong giai đoạn thích ứng với an toàn với bình thường mới, việc sử dụng xe đạp đang là lựa chọn của nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe đạp giờ đây không chỉ là phương tiện đi lại, là công cụ để luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, mà việc đi xe đạp còn là một thú chơi. Thậm chí, đạp xe còn trở thành điểm hấp dẫn trong nhiều tour du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì chúng ta không còn xa lạ gì với những cái hình ảnh, những đoàn người lái xe đạp chạy quanh qua các con phố. Đạp xe không chỉ là một cách để di chuyển nhanh chóng hơn đi bộ mà còn biết là từ thuở nào. Nó đã trở thành thú vui, sự cảm thụ những giây phút thư thái, bình yên giữa nhịp sống ồn ào và gấp gáp của xã hội hiện nay. Hơn thế thì người ta còn coi việc đạp xe như một cách tập luyện dân dã và lựa chọn mua xe để rèn luyện sức khỏe ở ngoài trời, tăng sức đề kháng trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn có những diễn tiến khó lường như hiện nay. Chiếc xe đạp này có giá gần 5.000 đô la Mỹ. Chủ nhân của nó cho rằng đây là một sự đầu tư hoàn toàn xứng đáng bởi hơn cả một phương tiện giao thông tiện ích. Chiếc xe còn là công cụ để cả nhà rèn luyện sức khỏe. Thật ra là cái thị trường xe đạp mình nghĩ là từ đây trở về sau sẽ càng phát triển. Và với cái mức mà tùy theo cái nhu cầu của mình, giống như mình đi, đầu tiên mình chọn mua cái xe đạp 8 triệu để có thể là đạp vòng vòng Sài Gòn thôi. Nhưng mà sau khi mà mình muốn đi một cái đoạn đường xa hơn, vượt qua nhiều đèo, qua nhiều dốc hơn thì mình sẽ quyết định đầu tư cái xe đạp của mình phải hơn 100 triệu. Thì như vậy khi mà mình được cái sự trợ giúp từ cái xe đạp thì mình không có phải mất sức nhiều và mình không có bị đổ cái trọng tâm vào cái khớp gối thì nó sẽ không tốt cho khớp gối. Khoảng chừng 3 năm trở lại đây thì số lượng người đạp xe bắt đầu gia tăng. Đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc đạp xe. Giá xe đạp vì thế cũng tăng hơn trước rất nhiều, lên đến 50%,
Nếu như trước đây chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng đã mua được một chiếc xe đạp tầm khá, thì giờ tối thiểu là 4,5 đến 5 triệu thì mới đủ để mua, nhưng chỉ đạp vận động nhẹ. Mình đã yêu rèn luyện thể dục thể thao thì xe nào cũng chạy được hết. Xin lỗi, 3 triệu, 5 triệu cũng chạy được. Không ạ? Còn chẳng qua là coi như mình theo phong trào, mình đam mê, mình đua đòi để coi như lấy một cái gì đó, một thành tích nào đó thì nó khác. Còn như mình rèn luyện thể dục thể thao thì là 3 triệu, 5 triệu là cái tầm là được. Có những thời điểm mà ở thành phố Hồ Chí Minh là khan hiếm mua xe đạp, có tiền muốn mua xe đạp mà cũng khó lựa chọn. Có nghĩa là không có nhiều màu sắc, không có nhiều cái cấu hình để mua, bởi vì là cái hình tốt, màu sắc đẹp là người ta đã mua hết rồi. So với lại những cái shop bán những cái đồ khác thì đồ shop xe đạp trong cái thời gian Covid là rất đông và nhiều người đến, nhiều người quan tâm mua hàng. Để đáp ứng nhu cầu đạp xe của người dân, tại thành phố Hồ Chí Minh còn có các dịch vụ cho thuê xe đạp vòng quanh thành phố với giá từ 10.000 đến 20.000 đồng một giờ đồng hồ. Trong các sản phẩm du lịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh, đạp xe cũng trở thành một trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Vâng, nhu cầu sử dụng xe đạp của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nhiều trong thời gian qua. Chính vì vậy mà trái với tình hình kinh doanh thua lỗ ở nhiều ngành nghề do dịch Covid-19, ngành kinh doanh xe đạp lại ăn nên làm ra. Nhiều ông lớn trong ngành bán lẻ cũng đã chuyển hướng đón đầu xu hướng này. Tại nhiều cửa hàng xe đạp, việc mua bán khá sôi động. Tình trạng cháy hàng thường xuyên diễn ra do số lượng xe không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Ghi nhận của phóng viên Tiêu điểm thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đến là ông lớn trong ngành bán lẻ điện máy, điện thoại di động. Thế nhưng doanh nghiệp này đã quyết định lấn sân sang bán cả xe đạp. Theo tính toán của Thế giới di động, một năm thị trường này tiêu thụ khoảng 2,4 triệu chiếc xe đạp, một dung lượng đủ lớn để doanh nghiệp tham gia. Tới hiện tại thì chúng tôi đã mở được 154 shop xe đạp và có thể coi là một cái hệ thống bán lẻ lớn nhất với độ phủ rộng nhất những cái về mặt hàng xe đạp. Trung bình một shop hiện tại thì chúng tôi có bán ra từ 3 đến 5, thậm chí có shop tới 10 chiếc xe đạp một ngày. Và là thời gian sau Tết đó, là tăng rất là nhiều. Nó tăng khoảng 120% so với cái đợt trước dịch. Không chỉ các chuỗi xe đạp bán đắt hàng, các cửa hàng nhỏ trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng đông khách không kém. Trước khi dịch bệnh bùng phát, xe đạp tại đây bán khá chậm. Trung bình các cửa hàng chỉ bán được khoảng 20 chiếc mỗi tuần. Còn giờ đây, con số này đã cao gấp 5 lần. Nhiều mẫu xe mới bóc ra và lắp ráp, chưa kịp bày lên đã có người đặt mua. Khi mà sau cái Tết Nguyên Đán của mình đó, thì xe đạp bán rất chạy và cũng tăng được mấy chục 50-60%. Giá thì nó từ 3 triệu 6, đó là xe người lớn nha, cho tới 20-30 triệu. Còn xe trẻ em thì nó rẻ hơn. Rồi trong cái chương trình mà có khuyến mãi thì có thể giảm được mấy phần trăm. Dịch Covid-19 xuất hiện đã làm thay đổi nếp sinh hoạt trong đời sống của nhiều người dân. Điều dễ dàng nhìn thấy là mọi người đã quan tâm hơn đến việc rèn luyện và bảo vệ sức khỏe bản thân với nhiều hình thức rèn luyện khác nhau. Trong đó, đạp xe là xu hướng được số đông lựa chọn. Các doanh nghiệp cho rằng thị trường xe đạp vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng trong vài năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thế giới tia UVC đã được ứng dụng trong rất nhiều việc khử trùng sát khuẩn. Thay vì phải phun xịt, sử dụng hóa chất để khử khuẩn, hiện nay trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm sử dụng tia cực tím UVC để diệt vi khuẩn virus. Hiệu quả và tiện ích của các thiết bị diệt khuẩn thông minh đang tạo nên sức hút với người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Ngay khi sinh viên đi học trở lại, ngoài thực hiện tốt 5K, trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh đã lắp đặt hệ thống đèn diệt khuẩn UVC trong các phòng học, thang máy. Bằng cách lắp đặt trực tiếp vào trần, tường của phòng cần khử khuẩn, đèn UVC sẽ hoạt động để diệt khuẩn khi phòng không có người. Các tia UVC sẽ chiếu trực tiếp để tiêu diệt vi sinh vật có trên bề mặt của các vật dụng, thiết bị và các vi sinh vật lơ lửng trong không khí bên trong phòng. Đèn UVC cũng là một trong những thiết bị diệt khuẩn rất là tốt để mà giúp nhà trường thực hiện công tác phòng chống dịch và đảm bảo các thiết bị trong phòng máy được an toàn và tạo được cái không khí rất là tốt cho giảng viên và giáo viên trong quá trình mà thực hiện công tác giảng dạy.
trực tiếp tại trường. Thưa quý vị, ngoài những dòng sản phẩm diệt khuẩn cố định sử dụng trong thang máy hoặc là trong phòng học, thì hiện nay trên thị trường còn có những cái sản phẩm di động cầm tay như thế này, phù hợp để sử dụng ở quy mô hộ gia đình, trong phòng bếp, phòng khách hoặc là có thể sử dụng trên xe ô tô. Với tính năng vượt trội sử dụng cảm biến bật tắt tự động, tuyệt đối an toàn cho người dùng, cho nên là hiện nay những cái sản phẩm như thế này đang được người tiêu dùng tìm mua. Đối với sản phẩm di động được tích hợp cảm biến thông minh, trong quá trình hoạt động nếu phát hiện có chuyển động trong bán kính 2 mét, đèn sẽ lập tức dừng hoạt động đến khi được khởi động lại nhằm đảm bảo an toàn. Loại đèn này thuận tiện di chuyển, có khả năng diệt khuẩn ở những không gian nhỏ như phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ. Ngoài ra, một thiết bị khác cũng được sử dụng khá phổ biến hiện nay là hộp diệt khuẩn. Thiết bị này sẽ dùng để diệt khuẩn các vật dụng cá nhân như khẩu trang, điện thoại, chìa khóa và tích hợp sạc không dây. Theo nghiên cứu thì cái tia UVC thì nó có khả năng là làm bứt hoạt các cái vi sinh vật và vi khuẩn. Thì do đó là điện quang đã áp dụng được các cái công nghệ đó để vào các cái sản phẩm của mình. Thì qua đó thì cũng ứng dụng được cũng như là hiệu quả diệt khuẩn thì như đã nói rồi có thể lên đến 99,99%. Hiện nay trên thị trường, bộ đèn diệt khuẩn và hộp diệt khuẩn có giá từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Đèn diệt khuẩn di động có giá khoảng 1,5 triệu đồng. Các sản phẩm nhập khẩu sẽ có giá cao hơn. Nhu cầu sử dụng tăng nên trên thị trường, các sản phẩm diệt khuẩn thông minh cũng được giới thiệu nhiều hơn. Để tránh mua phải hàng kém chất lượng, người dùng cần mua ở những điểm bán hàng uy tín, có chứng nhận về hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm. Với thông tin vừa rồi, chúng tôi hy vọng quý vị có thể có thêm thông tin để cân nhắc lựa chọn cho gia đình những sản phẩm diệt khuẩn phù hợp, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19. Đến đây thì thời lượng dành cho tiêu điểm thị trường ngày hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ 15 trưa mai trên kênh VTC1.